Chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác cái con mồi vừa cây vừa đất này. Con này em mua của Hải Cu Gáy ở Huế 6 triệu. Mua hơn 1 năm, gần 2 năm rồi. Con này là bị chính xác là bị lừa này. Mình đã đăng video lên rồi. Con này thì cũng về em thì nó cũng đi bẫy, vẫn bẫy được nhưng mà cái phong độ nó kém. Cũng bẫy được vài con. Và nó gù người thì hôm nay xin giới thiệu các bác để thanh lý cho bác nào có nhu cầu về đi bẫy tạm tạm hoặc là chơi cu khách. Con này thì nó của nó vốn là chim hay có kèm phóng rước nhưng qua nhiều chủ rồi thì qua về anh Hải này thì chắc là nó nghiền người đến không biết chơi nào thì nghiền người thì sau đó anh ta lừa bán cho em. Hôm nay thì giới thiệu các bác đi, bác nào có nhu cầu thì em sẽ để lại cho một cái giá rẻ để anh em chơi làm cu khách hoặc là đi bẫy tạm cho vui thôi. Cái này thì vẫn bẫy được, bẫy đất vẫn được, bẫy cây được. Đầu năm con bổi đầu năm nay thì em bẫy được nó đấy. Tức là những con bổi mà khó quá thì là khó bẫy được. Thì em sẽ cho kẹp một con bồi nổi cho xem thế nào. Con này con ba hậu của em đây, xem có chơi không nhá. Đấy, cho các bác xem. Lâu lắm rồi em cũng ít mang đi, ở nhà nhiều chim, bữa nay chơi cả Ma Lai cả Thái, ngày nữa em cũng ít thời gian đi, còn nhỏ đi thời gian đi nó cũng không mang nó đi mấy, chỉ có cái bữa đầu tiên trong năm mà có đánh một lần thì được con, chứ còn nó cũng không có thời gian mang đi, cả những con kia cũng vậy, rất ít đi. Đó, thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em, có thể về chơi cảnh, chơi chim khách hoặc là bẫy tạm cũng được, vẫn bẫy được. Thế nhưng một cái là nó không hay thôi, không được hay lắm thôi. Chim thì hay nhưng mà nó do nó nghiền người thôi. Chào các bác nhé.